trực tiếp bóng đá Brazil với Argentina, 7:30 ngày 3 tháng 7, bán kết Copa America 2019. Giới hâm mộ túc cầu giáo đang nín thở chờ màn đụng độ giữa hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ, Brazil với Argentina. Trận đấu được coi là chung kết sớm của Copa America 2019. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, thống kê phong độ, lịch sử đối đầu, tỷ lệ kèo đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Giới hâm mộ túc cầu giáo đang nín thở chờ màn đụng độ giữa hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ tại bán kết Copa America năm nay. Đã từ lâu, người ta coi Brazil với Argentina như là siêu kinh điển dành cho cấp độ đội tuyển. Kể cả là ở giai đoạn hiện tại, khi nền bóng đá của hai quốc gia này có sự sa sút thì họ vẫn là những cái tên thực sự thu hút nhờ vào dàn sao nổi bật. Trước khi vào giải, Brazil và Argentina cũng là những đội được xếp vào diện ứng viên số 1 và 2 cho ngôi vương Copa America lần này. Brazil là đội tuyển có thành tích tốt nhất ở đấu trường World Cup, nhưng tại Copa America thì Seleção chỉ đứng thứ 3 về số lần vô địch, kém Uruguay và chính kình địch Argentina. Cả hai đội đều rất khát khao giành ngôi vương tại kỳ đại hội lần này. Brazil muốn chứng minh cho giới hâm mộ túc cầu giáo rằng họ vẫn là nền bóng đá số 1. Còn với Argentina, đây là cơ hội để Messi có được danh hiệu cao quý cùng đội tuyển quốc gia, điều mà ngôi sao của câu lạc bộ Barca vẫn đang khát khao. Tuy đều được đánh giá rất cao và sở hữu dàn sao nổi trội, nhưng từ đầu giải, cả Brazil và Argentina đều gặp những khó khăn nhất định. Brazil của ta không gặp nhiều vấn đề nội bộ như Argentina, nhưng rõ ràng xem Seleção hiện tại, người hâm mộ không thấy được tính đột biến trong các pha xử lý. Thực tế không thể phủ nhận rằng thiếu Neymar, Brazil mất đi một nhân tố có khả năng tạo ra các tình huống bất ngờ. Các trận cầu chật vật trước Venezuela ở vòng bảng hay trước Paraguay tại tứ kết đã lột tả chính xác sự bế tắc của Brazil. Argentina dù gặp nhiều khó khăn ở những trận đầu, nhưng có vẻ như càng chơi huấn luyện viên Scaloni càng tìm ra giải pháp hợp lý cho Albi Celeste. Những chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 trước Qatar và Venezuela cho thấy Argentina đã trở nên thực dụng và tiến bộ hơn rất nhiều. Trước một Brazil không quá bùng nổ, Messi và đồng đội hứa hẹn sẽ lại tiếp tục mang đến niềm vui cho giới đầu tư như ở hai trận gần nhất. Dự đoán Brazil 1-1 Argentina trong 90 phút.